Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa thứ bảy ngày 29 tháng 1 năm 2022. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày cận Tết. Chắc là ngày ở Việt Nam thì cái không khí đón Tết có lẽ là vui vẻ. Bởi vì cái đại dịch Covid-19 nó cũng có những cái xu hướng giảm sút và những cái chính sách phòng ngừa của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cũng giảm bớt và hy vọng bà con ở Việt Nam sẽ có một cái Tết nhâm dần vui vẻ hơn. Và thưa quý vị, có lẽ trong những cái ngày Tết thì chương trình của KTV sẽ cố gắng duy trì. Tuy nhiên, nó cũng là một cái thời gian mà cá nhân tôi cũng muốn được nghỉ ngơi. Do đó, những chương trình trong 3-4 ngày tới đây sẽ cố gắng bám sát các cái thông tin thời sự. Và thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự hôm nay, như quý vị đã biết, tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an đã tuyên bố cơ quan công an sẽ làm việc xuyên Tết và sẽ có những thông tin sớm nhất về những cái vụ án có hành vi trục lợi trong suốt quá trình xảy ra dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Nói về cái vụ án liên quan tới công ty Việt Á, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết cơ quan cảnh sát điều tra C03 của Bộ Công an đang trao đổi các cái thông tin với 3 đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý các cái vấn đề liên quan, trong đó có thu thập các cái hồ sơ tài liệu xác định các cái sai phạm. Bởi vì vụ đại án Việt Á, theo Trung tướng Tô Ân Sô, nó còn liên quan rất nhiều đến các cái cá nhân, kể cả các cá nhân lãnh đạo cao cấp. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, sau cái vụ bê bối thì bỏ rác vàng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, theo giới phân tích cũng như dư luận xã hội, ông Tô Lâm đã nổi giận và đã có những cái quyết định khởi tố bắt giam các nhân vật liên quan tới những vụ lừa đảo có hệ thống, có tổ chức, liên quan tới rất nhiều các cái lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an. Và đó, người ta nói, đó là cái chương trình đảo chính không tiếng súng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm với mục tiêu xoán ngôi chức vụ Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, thưa quý vị, những cái điều chúng ta nói với nhau thì chắc chắn ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương, chắc chắn người ta còn biết rõ hơn chúng ta. Đó là lý do tại sao Bộ Chính trị đã chỉ thị cho Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như Bộ Công an yêu cầu phải dừng cái việc đưa các thông tin liên quan tới cái vụ đại án Việt Á, mà những cái thông tin đó theo nhận định của Bộ Chính trị hoàn toàn không có lợi, nó ảnh hưởng tới uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như quý vị đã biết, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có những cái động thái cho thấy có vẻ tuân lệnh Bộ Chính trị. Tuy nhiên, ông Tô Lâm lại làm những cái vụ việc khác, đó là tấn công vào những cái cơ quan được cho là sân sau của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như Bộ Y tế. Và thưa quý vị, có những cái đồn đoán cho biết bà Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ bị bắt trong những cái ngày tới đây. Và thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở Bộ Y tế mà mới đây nhất, Bộ Công an đã quyết định khởi tố, bắt giữ đối với Cục trưởng, Phó Cục trưởng của Bộ Ngoại giao liên quan tới cái chương trình gọi là giải cứu công dân trong đại dịch Covid-19. Theo người phát ngôn của Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ đối với bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, Cục trưởng Cục lãnh sự, cùng với bà lãnh đạo cũng như nhân viên của Bộ Ngoại giao, bao gồm ông Đỗ Hoàng Tùng, 42 tuổi, Phó Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, ông Lê Anh Tuấn, 40 tuổi, Chánh văn phòng của Cục lãnh sự, ông Lưu Tuấn Dũng, 35 tuổi, Phó phòng bảo hộ công dân Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao. Và thưa quý vị, những thông tin vừa kể đã gây chấn động dư luận xã hội trong ngày hôm qua, 28 tháng 1. Dư luận xã hội cho rằng, cái bọn lợi dụng dịch bệnh để hút máu nhân dân đang lần lượt bị trừng trị. Trong đó, Bộ Công an đã làm rõ vai trò của Bộ Ngoại giao, đặc biệt là Cục lãnh sự, trong cái trò chuyến bay giải cứu một cách chấn lột tiền của bà con người Việt bị mắc kẹt ở nước ngoài trong đại dịch Covid-19, kể cả bà con Việt Kiều muốn về thăm Việt Nam. Tuy nhiên, thưa quý vị, dư luận xã hội cho rằng công cuộc chống tham nhũng lạm quyền ở Việt Nam nếu tiếp tục làm theo cái bộ cách Bộ Công an tiến hành hiện nay thì nó chỉ là một cái việc bắt cóc bỏ đĩa. Bởi vì vấn đề ở đây nó là vấn đề mang tính hệ thống, chứ không phải là ở con người cụ thể.
Nếu Bộ trưởng Công an Tô Lâm cứ cho phép bắt nhốt vài đứa của các cái cơ quan nhà nước thì giảm sự bức xúc của người dân cũng như dư luận xã hội thì nó không giải quyết được triệt để vấn đề. Trong khi đó, thưa quý vị, có những ý kiến của giới phân tích cho rằng có lẽ Bộ trưởng Công an Tô Lâm thực hiện cái vụ xử lý truy tố đối với các lãnh đạo của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao liên quan tới những cái đồn đoán cho rằng Phó Thủ tướng Thường trực ông Phạm Bình Minh đang nằm trong ứng viên của tứ trụ sau khi Nguyễn Phú Trọng nghỉ. Khi đó Nguyễn Xuân Phúc sang ngồi ghế Tổng Bí thư và dư ra cái ghế Chủ tịch nước. Và người ta nói ông Tô Lâm cũng muốn lắm cái ghế Chủ tịch nước, bởi vì trước đại 13 đã có những cái đồn đoán cho thấy Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ ngồi vào một trong bốn ghế tứ trụ, cụ thể là ghế Chủ tịch nước. Thưa quý vị, theo chúng tôi, những cái đồn đoán đó nó cũng có cơ sở, nhưng tham vọng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong cái giai đoạn hiện nay nó không dừng ở chiếc ghế tứ trụ, cụ thể là chiếc ghế Chủ tịch nước, mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm muốn vươn tới một cái chiếc ghế có quyền lực cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Có những cái ý kiến khác cho rằng liên quan tới cái vụ giải cứu công dân, vai trò của Bộ Ngoại giao nó thuộc về Thứ trưởng ông Tô Anh Dũng chứ không phải là Bộ trưởng Phạm Bình Minh. Dù rằng ông Phạm Bình Minh là Bộ trưởng và người đứng đầu của Bộ Ngoại giao cũng phải chịu trách nhiệm. Một cái vấn đề dư luận xã hội thắc mắc là tại sao khi chớm có cái hiện tượng giải cứu công dân mà Bộ Ngoại giao cũng như các cái đại sứ quán ở Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các cái công ty dịch vụ lúc đó thì không xử lý ngay lập tức, mà để đến cho đến nay, đó là những cái công dân Việt Nam ở nước ngoài đã mất tiền, cũng như việc cái vụ tiếp khép Việt Á, người dân đã phải chi phí không ít đối với việc xét nghiệm. Tại sao không xử lý ngay mà để cho người dân mất tiền rồi mới xử lý? Thưa quý vị, những cái điều vừa kể nó liên quan tới một cái chỉ thị của Thủ tướng ông Phạm Minh Chính vào ngày 27 tháng 1 trong tư cách trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, trong một cái cuộc họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương về công tác phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ông Phạm Minh Chính đã chỉ thị cho Bộ Công an phải mở rộng điều tra tích cực hơn nữa vụ án Việt Á để sớm đưa ra xét xử công khai, minh bạch, đúng người, đúng tội và đúng luật pháp. Thưa quý vị, điều đó nó liên quan gì tới những cái thông tin cho biết Bộ Chính trị yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như Bộ Công an hạn chế đưa các cái tin tức liên quan tới vụ án Việt Á hay không? Chúng tôi nói những điều vừa kể để quý vị thấy rằng những cái phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đây là lần thứ hai ông Chính trong cương vị Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Việt Á, nó có thực chất hay thực lòng hay không. Bởi vì như quý vị đã biết, ông Phạm Minh Chính có những cái đồn đoán cho là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một người bạn gái thân thiết của ông Phạm Minh Chính, là người nắm giữ 80% cổ phần còn lại của công ty Việt Á. Thưa quý vị, trước khi đi vào các nội dung bình luận chi tiết, chúng tôi giới thiệu một cái thông tin, và có lẽ điều này nó liên quan tới cái việc các cái chương trình phát sóng của KTV gặp trục trặc vào cái thời điểm chúng tôi phát sóng, đặc biệt là vào những chương trình buổi trưa 11 giờ giờ Việt Nam, thì các chương trình phát trực tiếp của KTV thường bị gián đoạn, nhiều khi chỉ phát được âm thanh chứ không phát được hình ảnh. Và thưa quý vị, những cái sự cố kỹ thuật của KTV liệu nó có liên quan gì tới một cái chỉ thị mới nhất của Bộ trưởng Công an Tô Lâm yêu cầu truy tận gốc các cái nguồn phát tán thông tin xấu độc hay không? Thưa quý vị, chúng tôi phải nhắc lại, đặc biệt đối với cái lực lượng an ninh mạng, KTV không phải một tổ chức chính trị, KTV là một tổ chức truyền thông. Chúng tôi chỉ đưa các cái thông tin mang tính thời sự, chúng tôi không có cái nhu cầu cũng như không được lợi ích gì trong cái việc chống phá nhà nước Việt Nam. Đồng thời chúng tôi cũng đề nghị với quý vị, những ai chưa đăng ký cái kênh Dự phòng Việt Thành KTV trên mạng xã hội YouTube, hãy đăng ký để đề phòng các cái bất chắc xảy ra. Mà điều này đã xảy ra đối với kênh KTV1 trong tháng 8 năm 2021 và đã gián đoạn trong thời gian 4 ngày. Thưa quý vị, trở lại khi thông tin Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong hội nghị giao ban công tác tháng 1 năm 2022 đã yêu cầu Cục An ninh mạng của Bộ Công an truy tận gốc các cái nguồn phát tán thông tin xấu
mà nhà nước Việt Nam gọi là thông tin xấu độc. Theo đó, đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã chỉ thị cho các cơ quan công an, các đơn vị cũng như các địa phương phải nắm chắc, dự báo sát tình hình để đấu tranh ngăn chặn các cái hoạt động chống phá của thế lực thù địch, để chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm tại cơ sở, không để xảy ra các cái vụ việc phức tạp về an ninh cũng như trật tự. Thậm chí Bộ trưởng Công an Tô Lâm giao cho Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm cần phải chủ động xác minh, truy vết tận gốc, tìm khởi nguồn phát tán các cái thông tin bị cho là số độc, để kịp thời ngăn chặn vô hiệu hóa, không để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động, gây rối trình tình an ninh trật tự ở trong nước. Tuy nhiên thưa quý vị, theo giới phân tích, có lẽ Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong những ngày đầu năm mới, Tết Nhâm Dần, muốn nhắc lại một cái dư luận xấu trước đây đối với bản thân ông ta liên quan tới một cái đoạn video hơn một phút mà ông Thánh đã mới đã đốt miếng thịt bò rát vàng vào miệng của ông Tô Lâm, và cái hình ảnh đó đã chấn động dư luận không chỉ ở Việt Nam mà còn chấn động dư luận quốc tế, trong khi báo chí Việt Nam thì hoàn toàn không nhắc gì tới những vụ tai tiếng liên quan tới Bộ trưởng Công an Tô Lâm, kể cả cái việc người ta đặt một cái câu hỏi Bộ trưởng Công an Tô Lâm lấy tiền ở đâu ra để cho Bộ trưởng cũng như Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an ông Tô Lâm Sô thưởng thức một cái bữa tiền được cho là đắt đỏ ở một cái nhà hàng sang trọng bậc nhất London như vậy. Chúng tôi thông báo với quý vị những cái thông tin vừa kể với mong rằng các cái quý khán thính giả của KTV cần đăng ký các cái kênh dự phòng của KTV để có thể theo dõi chương trình của chúng tôi một cách liên tục. Thưa quý vị, trở lại cái nội dung liên quan tới cái vụ kit test xét nghiệm Việt đó. Theo thông báo của Bộ Công an cho biết đã tạm phong tỏa kê biên 1.220 tỷ đồng là tang vật của vụ án, trong đó có 380 tỷ đồng tiền mặt, giá trị bất động sản hơn 840 tỷ đồng. Theo Trung tướng Tô Lâm Sô, cơ quan cảnh sát và an ninh điều tra của Bộ Công an đang rất tích cực tiến hành công tác nghiệp vụ để làm rõ một số hành vi trục lợi liên quan tới dịch bệnh, và đó là lý do ngày 28/1, cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an đã tiến hành khởi tố và bắt giữ các nhân vật liên quan tới cái vụ việc giải cứu công dân Việt Nam từ nước ngoài, cụ thể là bà Nguyễn Thị Hương Lan, cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, cùng với ba người tại Bộ Ngoại giao đã bị bắt giữ. Theo Trung tướng Tô Lâm Sô, các cái bị can vừa kể đã bị cáo buộc có những hành vi trục lợi cá nhân khi xét duyệt cấp phép cho một số công ty thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Tuy nhiên hiện nay sai phạm cụ thể chưa được Bộ Công an công bố, nhưng báo Công an Nhân dân cho biết các đối tượng nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài nhằm trục lợi cá nhân. Theo báo Tuổi Trẻ, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối Cao phê chuẩn, cơ quan an ninh điều tra đã tống đạt các cái quyết định và lệnh bắt giữ, đồng thời thực hiện các cái biện pháp khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can. Thưa quý vị, các cái thông tin liên quan tới cái việc bắt giữ xử lý các lãnh đạo, các cục của Bộ Ngoại giao, BBC đưa tin cho hay, mới ngày 19/1 vừa qua, Cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Hương Lan còn có một cái buổi gặp để trao giấy chứng nhận lãnh sự cho tổng lãnh sự mới của Cộng hòa Cuba tại Sài Gòn. Trong cái tiêu đề trục lợi chuyến bay giải cứu ở Việt Nam, các giới chức ngoại giao sẽ bị trừng trị. Theo BBC, gần đây chính phủ Việt Nam đã nói về các cái hành vi trục lợi thay đổi tính chất nhân đạo của các chuyến bay giải cứu. Theo đó, thông điệp được người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Lê Thị Thu Hằng đưa ra vào ngày 20/1 trong một cái cuộc họp báo đầu năm 2022. Theo bà Lê Thị Thu Hằng, đã phản hồi câu hỏi của phóng viên báo chí về thực trạng người Việt Nam về nước theo các chương trình chuyến bay giải cứu, mà được biết các cái công dân Việt Nam phải trả một cái số tiền rất lớn với các cái thủ tục khó khăn, và những cái đề xuất thanh tra điều tra có hay không từ cái sự trục lợi có liên quan tới các lãnh đạo của Bộ Ngoại giao từ các chuyến bay giải cứu. Theo bà Lê Thị Thu Hằng, chủ trương đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài, đó là những cái người có nhu cầu hoàn cảnh khó khăn về nước, là một chủ trương đúng đắn và nhân đạo của nhà nước Việt Nam.
Điều này cần đặt trong một cái bối cảnh trong nước có nhất thời điểm hết sức khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Vẫn theo bà Lê Thị Thu Hằng, trong quá trình triển khai đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân có nhu cầu về nước. Theo bà Hằng, các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài đã đăng tải công khai minh bạch về thông tin, các điều kiện hồ sơ thủ tục đăng ký trên website chính thức như mạng xã hội. Thậm chí để tránh công dân Việt Nam bị lừa đảo, Bộ Ngoại giao đã khuyến cáo các công dân không liên hệ với những cá nhân tổ chức các trang thông tin không rõ danh tính, không chính thống, đồng thời không làm việc qua bất cứ một hình thức môi giới trung gian nào. Và thưa quý vị, về phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Nguyễn Thị Thu Hằng nói như vậy thì tại sao cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an lại khởi tố bắt giữ các lãnh đạo cũng như nhân viên của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao? Thưa quý vị, theo Bộ Ngoại giao, trong cái cuộc họp báo đầu năm 2022, thì trong năm 2021, Bộ Ngoại giao đã tổ chức gần 800 chuyến bay tại 60 quốc gia, đưa được hơn 200.000 người Việt Nam kẹt ở nước ngoài về nước, đồng thời thực hiện cách ly trong các cơ sở quân đội và nhiều trung tâm cách ly tập trung khác ở các tỉnh thành trên cả nước, theo hình thức tự nguyện trả tiền. Song thưa quý vị, trên thực tế, trên mạng xã hội đã nói các chuyến bay giải cứu mang tính chất nhân đạo đều phải qua đăng ký của các đại diện đại sứ quán hay lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài. Sau đó danh sách được trình lên Bộ Ngoại giao để duyệt. Duyệt xong thì những công dân Việt Nam mới có thể mua vé với giá bao gồm cả cách ly cao gấp ngay 3 lần mức giá thông thường. Chẳng hạn như thực hiện một chuyến bay từ London về đặc khu Vân Đồn, một giá giải cứu 55 triệu đồng cho một vé, ở Canada và Mỹ về Việt Nam khoảng 52 tới 60 triệu đồng cho một vé, từ Mạc Từ Khoa về Hà Nội khoảng 35 tới 40 triệu đồng. Thậm chí có nhiều công ty du lịch ở Việt Nam đã ăn theo báo các mức giá từ 66 triệu tới 70 triệu, thậm chí 86 triệu trên các chuyến bay của Việt Nam Airlines từ châu Âu về Việt Nam. Đó là lý do tại sao người Việt Nam ở nước ngoài đã rủ nhau về Việt Nam qua đường Campuchia, thực hiện các chuyến bay từ nước ngoài về Phnom Penh, sau đó sử dụng phương tiện đường bộ nhập cảnh Việt Nam thực hiện cách ly, có thể rẻ hơn khoảng gần 2.000 đô la cho một người. Trong khi như quý vị đã biết, các đối tượng của các chuyến bay giải cứu ưu tiên hầu hết là các lao động hết hạn hợp đồng, những người Việt Nam ở nước ngoài bị mất việc do đại dịch Covid-19, hoặc là những người không có lương, không có tiền. Tuy nhiên không phải là dễ dàng có thể đăng ký để trở về Việt Nam. Và đó là lý do cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an cho biết họ đang tiếp tục mở rộng vụ án và khả năng tới đây sẽ còn tiếp tục làm rõ, bắt giữ các nhân viên cũng như lãnh đạo một số đại sứ quán, tổng lãnh sự Việt Nam ở các nước. Thưa quý vị, việc bốn quan chức Bộ Ngoại giao từ Cục trưởng Cục Phó Chánh Văn phòng của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố bắt giữ, điều đó nó cho thấy các quan chức Việt Nam, các công chức Việt Nam họ trục lợi từ trên khó khăn của đồng bào, đó là những người Việt Nam bị kẹt trong đại dịch Covid-19. Thậm chí người ta nói những kẻ đó là kẻ ác nhân bất đức, vẫn là một điều hết sức nhẹ đối với họ. Và người ta nghĩ tới một phát biểu của Phó Chủ tịch nước bà Nguyễn Thị Doan đã từng nói rằng người ta ăn của dân không từ một thứ gì các đồng chí ạ. Thưa quý vị, nhà báo Mạnh Quân trong cái status đã đưa ra các nhận xét cho rằng vậy là ngành công an đã duy trì được một truyền thống, đó là họ bắt một số cán bộ cộng cán trước đêm giao thừa. Theo nhà báo Mạnh Quân, sáng hôm nay tôi vẫn nghĩ có lẽ năm nay Bộ Công an không cho bà con mình được thưởng thức đặc sản bắt vài ông to trước 30 Tết. Ấy thế mà họ bắt từ hôm qua. Mọi năm họ thường bắt những thứ trưởng viên trung ương, năm nay thì bắt bé hơn. Chỉ là bắt các cục trưởng cục phó của một cục hết sức quan trọng của Bộ Ngoại giao. Và điều đó nó liên quan gì tới chỉ thị của Bộ Chính trị yêu cầu Bộ Công an dừng lại trong cái việc điều tra làm rõ các vụ việc trục lợi
liên quan tới đại dịch COVID-19 hay không. Mà theo nhà báo Mạnh Quân, thật là mất mặt quá đối với ngành ngoại giao. Dùng tài ngoại giao để đi nhận hối lộ thì thật là nhục nhã. Trong khi đó, thưa quý vị, nhà báo Lê Thiếu Nhơn đã đưa ra những nhận xét thực sự phẫn nộ. Theo đó, cọp cái Nguyễn Thị Hương Lan nhận hối lộ để làm gì? Câu trả lời là để xét duyệt những chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở các quốc gia khác được về nước tránh đại dịch COVID-19. Điều đó cho thấy Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao đã lợi dụng chủ trương giải cứu người Việt Nam ở nước ngoài trong đại dịch COVID-19 để kiếm trả những đồng tiền bẩn thỉu. Điều đó thực sự là những hành động tán tận lương tâm của công chức nhà nước. Theo nhà báo Lê Thiếu Nhơn, người xưa nói hổ dữ không nỡ ăn thịt con, còn cọp cái Nguyễn Thị Hương Lan thì tranh thủ những cái khó khăn nhất của người Việt ở nước ngoài để ăn thịt đồng bào của mình. Vậy mà cọp cái Nguyễn Thị Hương Lan đã được tặng huân chương trong cái việc giải cứu người Việt Nam ở nước ngoài, thậm chí lên báo phát biểu những lời hay ho về sứ mệnh công chức phục vụ Tổ quốc. Bây giờ cọp cái Hương Lan xa lưới cùng với chuyên án của công ty Việt Á, chứng tỏ tinh thần cống hiến của các cán bộ công chức ở Việt Nam hiện nay trong các lĩnh vực quan trọng đang biến tướng theo chiều hướng lưu manh hóa, quá chỉ tiêu mà khốn nạn thì vượt kế hoạch. Và thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu với quý vị một cái status của nhà báo Hoàng Linh báo Tuổi Trẻ. Status này sẽ chứa đựng rất nhiều các cái thông tin liên quan đến cái bí mật đằng sau những chuyến bay giải cứu. Theo nhà báo Hoàng Linh viết trên trang Facebook cá nhân, đường về quê xa lắc lê thê, tiếng thét đau thương trên những chuyến bay giải cứu. Theo nhà báo Hoàng Linh, sau khi Bộ Công an khởi tố vụ đại án Việt Á, khi đó tôi đã đề nghị Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cần phải điều tra làm rõ cái gọi là chuyến bay giải cứu. Đó là những chương trình hết sức bí ẩn và mờ ám, có vẻ có cái sự bắt tay giữa các cái hãng hàng không, sứ quán Việt Nam ở nước ngoài và nhiều cơ quan khác đã làm đội giá gấp nhiều lần. Theo đó, muốn về Việt Nam, người Việt chỉ nhau cách đi ít tốn kém hơn, nhưng rất nhiều rủi ro, đi qua ít nhất 5 quốc gia và chặng cuối sẽ bay về Campuchia, sau đó đi đường bộ về Việt Nam. Theo tác giả, báo chí đã thông tin rất nhiều, nhưng tôi muốn cộng đồng lắng nghe những tiếng khóc bi thương của người Việt Nam trên những chuyến bay ngạo nghễ mà họ tự xưng là giải cứu, nhưng thực tế là họ bóc cổ đồng bào Việt. Và nhà báo Hoàng Linh đã giới thiệu các cái thông tin từ các diễn đàn và những chia sẻ của cộng đồng với những thông tin mà có lẽ quý vị theo dõi sẽ giật mình. Theo đó, ngay ở một cái thời điểm giá vé giải cứu thấp nhất trong những ngày này là ở mức 1.200 euro từ châu Âu về Việt Nam. Bằng giờ năm ngoái, lãnh sự Việt Nam ở các quốc gia châu Âu duyệt danh sách qua giá ngầm, qua dịch vụ tới 1.000 đô la và vé máy bay 3.000 euro cho một chiều, cộng với tiền cách ly 2 tuần ở các cái doanh trại quân đội với giá 120.000 đồng cho một ngày. Trong những ngày gần đây, người ta xôn xao việc thanh tra bởi vì một phần dân Việt Nam đã nhanh trí đã mua vé công khai chặng Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức về Phnom Penh, sau đó đi xe đò về biên giới Việt Nam và vào địa phận Việt Nam chịu cách ly khách sạn. Sau đó họ về Sài Gòn, tất cả chi phí chỉ khoảng 1.000-1.200 đô cho 2 chiều. Theo tác giả, vậy mới thấy không đầu tệ như nhà nước Việt Nam khi để một con đường về nhà duy nhất bị họ chặn bằng cơ chế để cho những cái kẻ khác trục lợi, trong khi Campuchia mở tuyến bay cho bay nhờ và giá bây giờ đã trở lại bình thường. Theo Facebooker Hà Trần, trong một status chuyến bay giải cứu, theo đó, theo tôi hiểu, những cái chuyến bay mượn danh giải cứu đã bị chấm dứt từ ngày 1/1/2022. Hiện tại vẫn còn những chuyến bay thuê chuyến, các chuyến bay thường lệ được mở lại từ ngày 1/1/2022. Nói về cái việc tự ý triển khai cấp phép xét duyệt công dân Việt Nam về nước mà không dựa trên các quy định chính thức nào, theo nhà báo Hoàng Linh, tôi nghĩ có những dấu hiệu vi phạm pháp luật và đề nghị các cơ quan thanh tra phải làm rõ. Theo đó, từ khi thông tin mở chuyến bay thương mại để bà con người Việt ở nước ngoài về Việt Nam tránh COVID-19,
thì rất nhiều bà con mình ở nước ngoài đổ xô vào mua vé rất đông. Chỉ trong vài ngày mà đã đầy hết tất cả những cái vị trí đăng ký, chỗ ngồi trên các chuyến bay từ Singapore. Đặc biệt trong cái giai đoạn hiện nay, một cái thời điểm cận Tết, theo tư duy thông thường, thì các cái hãng hàng không Việt Nam sẽ tăng cường mở các chuyến bay hết sức có thể để mở rộng cũng như tăng doanh thu. Nhưng vì một cái lý do nào đó, hiện mới chỉ có sứ quán, chỉ có Singapore Airlines mới thực hiện các chuyến bay thương mại. Còn các cái hãng hàng không và đường bay khác từ Singapore về Việt Nam vẫn an bình bất động. Đó là lý do người ta tạo điều kiện để cho các chuyến bay giải cứu tung hoành và thúc hồi các cái khách Việt Nam muốn có nhu cầu về nước ăn Tết cũng như phải thanh toán sớm, đã thanh toán miễn đầu trả để chốt vé những cái mùi ngon cuối cùng trước những ngày Tết. Những cái điều đó theo nhà báo Hoàng Linh thật là bất công cho bà con. Những người Việt Nam ở nước ngoài cũng như bà con Việt Kiều, họ đã phải chịu đựng 2 năm ròng rã xa quê bởi đại dịch Covid-19, kể cả các sinh viên du học đã tốt nghiệp, không còn tiền, không có công ăn việc làm, muốn trở về Việt Nam. Vậy mà Tết này còn lại không được về. Một cái vấn đề đặt ra là chuyến bay giải cứu liệu có bị chìm xuồng hay không? Một cái điều nghiêm trọng hơn, thưa quý vị, tại sao người Việt Nam có quốc tịch Việt Nam trở về quê hương của mình lại phải thông qua sự xét duyệt của các cơ quan ngoại giao của Việt Nam từ nước ngoài? Những điều vừa kể hoàn toàn vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như hiến pháp Việt Nam. Một cái câu hỏi đặt ra là tiêu chuẩn xét duyệt của các cơ quan ngoại giao nước ngoài là gì? Do ai đưa ra quy định phải được làm rõ? Và cục lãnh sự tại sao lại được cái đặc quyền làm những cái điều vi phạm pháp luật như vậy? Chưa hết, thưa quý vị, tại sao những cái khách Việt Nam đã bay về tới Singapore rồi muốn trở về Việt Nam thì chỉ được bay trên các chuyến bay giải cứu với một cái giá vé ngất ngưỡng phải qua tới ba cửa? Cụ thể là hãng hàng không là một, ban liên lạc người Việt Nam ở Singapore là hai, và đại sứ quán Việt Nam tại Singapore là cửa thứ ba. Và thưa quý vị, theo các viên chức của ngành ngoại giao cho hay, ban liên lạc người Việt Nam ở Singapore thực chất nó là một cái cơ quan giữ cái vai trò môi giới trong việc kiếm tiền dưới gầm bàn, mà trưởng ban liên lạc người Việt Nam ở Singapore chính là chủ của một đại lý bán vé máy bay và một công ty du lịch tại Singapore. Những điều vừa kể theo nhà báo Hoàng Linh, hóa ra tất cả được lừa vào một cửa để kiếm tiền, các cái quan chức chia nhau. Theo đó, vào tháng 12 năm 2021, khi vào trang của các cái đại lý đặc biệt để lựa chọn xin thủ tục và phân phối vé máy bay với cái giá cao ngất ngưỡng trong chương trình các chuyến bay giải cứu cho người Việt Nam, theo tác giả, tôi nhớ là giá công khai được đăng vào khoảng 3.800 đô la Mỹ tới 6.800 đô la Mỹ cho một chiều Singapore Vân Đồn hoặc Singapore Hà Nội. Chuyến bay thuê chuyến có mức giá tương tự, và giá này có lẽ chưa bao gồm các cái chi phí đốt giấy gần bản, trong khi các cái chuyến bay chở chuyên gia của Singapore Airlines mà người ta cấm người Việt Nam đi các chuyến bay đó, không hiểu lý do gì, vì chiều đi thì vẫn cho phép nhưng về thì không. Mặc dù cái chuyến bay của Singapore Airlines về Việt Nam rẻ hơn những chuyến bay giải cứu và thuê chuyến rất nhiều, chỉ ở một cái mức khoảng 450 đô la tới 1.180 đô la Mỹ mà thôi, trong khi chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam, Việt Nam Airlines phải có môi giới giúp xin phép về nước rồi phải thông qua ban liên lạc người Việt Nam tại Singapore. Một cái câu hỏi đặt ra, tại sao lại phải nhiều cửa như thế? Câu trả lời là nhiều cửa thì các cái hãng hàng không cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao ở Singapore sẽ dễ ép khách và buộc khách phải chi nhiều tiền hơn, chứ còn sao nữa. Những cái điều vừa kể để thấy tất cả những cái lời hô hào dịch vụ một cửa, trong khi ở Singapore chỉ để được trả một cái khoản tiền cao ngất ngưỡng trên cái chuyến bay gọi là giải cứu phải thông qua ba cửa. Và mỗi cửa ăn bao nhiêu, những nhân viên cụ thể nào được chia chác cũng như tham gia vào cái việc làm dịch vụ như vậy phải được làm rõ. Một cái điều đáng ngờ hơn, tại sao những cái mức giá các cái chuyến bay từ Singapore về Việt Nam đã bị gỡ khỏi
trên mạng. Hiện chỉ còn cái mức giá cho các chuyến bay kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 cho tới nay. Một cái điều lạ lùng là các cái chuyến bay thường lệ, ví dụ từ Singapore về Việt Nam. Tại sao một cái mức giá hạng Y cao nhất vẫn tới gần 4.000 đô la cho một chiều, cao gấp 3 lần của Singapore Airlines, trong khi giá thuê chuyến vẫn ngất ngường một cái giá ở trên trời, trong khi các cái hãng hàng không của Việt Nam không được bay, Việt Nam Airlines nói, do nhu cầu trước Tết cao. Một cái câu hỏi đặt ra các cái máy bay của các cái hãng khác như Bamboo Airlines, Vietjet thừa đầy, tại sao cục hàng không dân dụng cũng như Việt Nam không tìm cách tăng chuyến tối đa? Tại sao không để một cái sự cạnh tranh đúng với quy luật cung và cầu? Trong khi các lãnh đạo Việt Nam họ cố tình siết cầu thì đẩy giá lên làm cái điều chắc chắn. Và cái việc siết cầu như vừa kể, nó là cơ hội để họ trục lợi. Theo giới phân tích, thực ra, để điều tra cũng như làm rõ những cái sự việc, những chuyến bay giải cứu, móc túi của các cái hành khách, những người Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài, không có gì là khó cả. Cứ chiếu theo danh sách từng chuyến bay, rồi hỏi hành khách các cái thông tin về hành trình gian khổ, khi họ phải xin phép thủ tục và mua vé, họ mua quà đại lý nào, số tiền thực tế họ phải trả bao nhiêu, các cái chi phí gọi là phong bì là bao nhiêu, thì sẽ lần ra hết những số tiền mà những cái kẻ trục lợi chia chác nhau để rút tới. Trong khi người phát ngôn của Bộ Ngoại giao và Lê Thị Thu Hằng có nói tới cái việc là khách bị lừa khi mua vé qua môi giới và các cái đại lý. Tuy nhiên, những cái thông tin của mạng xã hội cung cấp cho thấy, thứ nhất, tự điền thông tin gửi lên Đại sứ quán Việt Nam hầu như không được trả lời, hoặc nếu có thì quá chậm để kịp trả tiền, cũng như có điều kiện để mua những cái tấm vé máy bay khứ hồi. Vấn đề thứ hai là các cái công ty được gọi là môi giới hình như đều là các cái đại lý được Việt Nam Airlines chọn lựa cho phép phân phối vé mà thôi. Đó là lý do đề nghị cơ quan an ninh điều tra cần phải làm rõ để đem lại những chút niềm tin còn ít ỏi cho người dân. Đừng để cái sự việc bị chìm xuồng. Thưa quý vị, đúng là một cái mớ lùng lùng cực kỳ khó hiểu. Tuy nhiên không khó để người ta có thể làm rõ tất cả ngọn ngành. Với một cái quyết tâm không có vùng cấm, không có vùng tránh thì chắc chắn làm cách dễ dàng. Tuy nhiên cái bài học cái vụ việc tiết kép Việt Á thì như quý vị đã biết, không phải dễ. Dù rằng người ta tuyên bố không để các cái tổ chức hay cá nhân can thiệp vào vụ án Việt Á, đó là những tuyên bố của thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng. Vậy mà tại sao trong thời gian gần đây lại có những cái chỉ thị của Bộ Chính trị yêu cầu không thông báo, không tiết lộ các cái thông tin với lý do gì? Thưa quý vị, bình luận về cái câu chuyện các chuyến bay giải cứu móc túi người dân, nhà báo Phạm Minh Vũ trong một cái bài viết theo tác giả: trong thời gian dịch bệnh, Bộ Ngoại giao cấp duyệt khoảng 800 chuyến máy bay để giải cứu với một cái giá cắt cổ người dân. Bởi vì như chúng ta đã biết mới đây, nhiều người Việt Nam đã bay về Campuchia rồi đi đường bộ về Việt Nam cho tiết kiệm, bởi vì vé máy bay từ Mỹ về Campuchia chỉ có 850 đô la, vé từ Campuchia về Việt Nam lên tới 280 đô la, và tổng cộng cũng chỉ 1.000 đô la hơn một chút mà thôi. Thế nhưng những cái chuyến bay giải cứu của Việt Nam Airlines có giá vé 5.000 đô la cho một suất mà người ta phải trả gấp gấp 5 lần. Một cái câu hỏi đặt ra là trong 2 năm vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với các cái đại lý của Việt Nam Airlines chấn lột của người dân biết bao nhiêu tiền trong 800 chuyến bay gọi là giải cứu đó. Vậy mà trước khi cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố, thì lực lượng dư luận viên cũng như truyền thông nhà nước được ban tuyên giáo ngang ngợi đó là những hành động ngạo nghễ giải cứu công dân. Thậm chí người ta còn ca ngợi đảng vĩ đại, quan tâm tới người dân. Và bây giờ, tất cả những sự thật cho quý vị thấy rằng làm gì có cái chuyến bay giải cứu nào mà nó là những chuyến bay chấn lột người dân mà thôi. Điều đó, theo nhà báo Phạm Minh Vũ, nó là một sự tàn bạo và vô nhân đạo của những người cộng sản. Trong khi các cái quốc gia khác trên thế giới, họ đều hồi hương âm thầm các công dân của họ về nước, và họ sốt sắng đưa công dân của mình đang ở nước ngoài về quê hương xứ sở của họ.
thì lãnh đạo Việt Nam và các cái cơ quan ngoại giao lại chặt chém đồng bào của mình không thông tiếp với những chuyến bay giải cứu mà giá thì trên trời như thế, thì thử hỏi có mấy người có đủ tiền để về quê hương. Theo tác giả Phạm Minh Vũ, trong cái thời gian đại dịch Covid căng thẳng nhất thì có rất nhiều công dân Việt Nam kêu cứu ở nhiều nơi, ví dụ như Qatar, Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, Uzbekistan. Những công dân Việt Nam ở nước ngoài đã cầm bảng với cái sự thống thiết xin nhà nước Việt Nam hãy đoái hoài tới họ, tạo điều kiện cho họ về quê, bởi vì họ ở lại thì sẽ chết vì đói, chết vì dịch bệnh. Vậy mà những tiếng kêu cứu ấy của các công dân Việt Nam ở nước ngoài, chính phủ Việt Nam gần như bỏ qua, không hề hay biết, hay một cái sự hiện diện của họ, mặc dù tiền của những người lao động ở nước ngoài gửi về Việt Nam, thì chính quyền Việt Nam hết sức hoan nghênh. Theo tác giả, đây là những cái hành động thể hiện sự tàn độc, sự man dợ của một nhà nước bất nhân khi chấn lột những người có tiền mới cho họ về, mặc kệ những người lao động nghèo khổ không có tiền, dù rằng họ hết sức cầu cứu. Khi những chuyến bay gọi là giải cứu thì tuyên giáo ngoại hồ đó là những hành động nhân đạo của Đảng và nhà nước Việt Nam. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.